đây bộ sản phẩm của Hiếu đây, mình đã làm xong, đã gắn lên hệ thống của mình là trên cái bàn này, đủ tiện nghi, vừa máy hàng, vừa máy chỉnh volt và vừa đo nguồn điện. Và mà chế nó là điện 12V, cắm vào sử dụng một điện 12V luôn. Nó đây, đó, nhanh và chậm đều có hết. Nhưng điều kiện một cái là cái vòi, cái ống để mà đút cái kim phun xăng điện tử á, từ đây nó có loại lớn nên mình phải chế lại cái ống khác, nên một số kim phun xăng điện tử phải chế lại cái họng của nó. Cái họng của Hiếu là nhỏ quá, gắn không lọt. Đó, bên là đồng hồ đo áp của bao nhiêu ký đó có sẵn, bên là máy hàng của mình luôn, mình chế luôn. Đó, rất là đủ tiện nghi. Đây là dùng đo dây thông mạch. Đây đồng hồ chỉnh đo volt. Đo volt gồm có hai dây này. Dùng cái đo volt. Và dùng cái đo bóng đèn được các thứ, ví dụ như đèn mình không biết bao nhiêu volt thì mình lấy này mình đo nó, thì nó ra cái số volt của nó, biết là bóng đèn bao nhiêu volt. Còn bên đây là không đúng, ga vào hơi gió vào chứ, hơi gió vào của đồng hồ đo kim phun xăng điện tử. Cảm ơn Hiếu nha, đã gửi bộ phận sản phẩm qua, mình đã thành công trong việc mình đã ráp xong.